Mỹ Derek Herring, 35 tuổi dù bị phát hiện bán, tàn trữ ma túy, song có thể không bị truy tố cho tranh cãi về cách thu thập chứng cứ của cảnh sát. Ngày 20 tháng 2, những chứng cứ cảnh sát dùng để khởi tố Derek đã bị loại khỏi hồ sơ vụ án, theo quyết định của tòa tối cao bang Indiana. Nhà chức trách xác định, tháng 7 năm 2018, cảnh sát quận Orange, bang Indiana nhận định Derek bán ma túy đá nên đã xin trách tòa về việc lắp thiết bị định vị GPS vào xe của Derek. Sau một tuần, cảnh sát thấy thiết bị ngừng hoạt động nên tiếp cận xe của Derek để khởi động lại. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện thiết bị biến mất. Cho rằng Derek đã ăn cắp thiết bị, cảnh sát xin lệnh khám nhà với lý do tìm tài sản bị mất cắp. Trong quá trình ấy, cảnh sát phát hiện ma túy, đồ dùng chơi ma túy, súng ngắn và thiết bị định vị bị mất. Từ đây, nhà chức trách khởi tố Derek về tội ăn trộm và bán, tàn trữ ma túy. Luật sư của Derek yêu cầu tòa án không chấp nhận số tang vật trên làm chứng cứ vì được thu thập trái quy định pháp luật. Thiết bị không có dấu hiệu nhận biết nên Derek không biết và không thể biết chủ sở hữu là cảnh sát. Hành vi tháo gỡ cũng không thể bị coi là ăn trộm. Cảnh sát vì vậy không đủ căn cứ để xin lệnh khám về tội ăn trộm. Nhận đơn kiện, tòa tối cao bang Indiana nhận định theo pháp luật bang, ăn trộm là hành vi cố ý kiểm soát trái phép tài sản của người khác, với ý định không cho sử dụng. Trong khi đó, lệnh khám của cảnh sát không đưa ra được căn cứ cho thấy Derek biết chủ sở hữu của thiết bị và có ý định tháo gỡ để không cho sử dụng. Vì cảnh sát thiếu căn cứ hợp lý, tòa án tối cao bang Indiana đồng ý với luật sư của Derek và xóa bỏ chứng cứ thu thập được nhờ lệnh khám về tội ăn trộm. Ngày 28 tháng 2, tòa cấp dưới sẽ quyết định liệu vụ án của Derek có được tiếp tục điều tra hay không. Nhưng theo luật sư bào chữa, mọi chứng cứ dùng để khởi tố thân chủ đã bị từ chối, nên vụ án cuối cùng cũng sẽ bị hủy. Phía công tố viên quận Orange từ chối bình luận về việc này. Sự việc của Derek từng thu hút chú ý của nhiều báo chí tại Mỹ và làm dấy lên câu hỏi liệu việc phát hiện và tháo gỡ thiết bị định vị trong khi không biết chủ sở hữu có phải hành vi ăn trộm hay không. Quốc Đạt, theo Evansville Courier và Presley's Blog S.Y.